Chào tất cả bạn, mình là Nghĩa. Tiếp theo với video ngày nay thì mình sẽ làm một video nói về công cụ Calibration, công cụ cực kỳ quan trọng trong quá trình chỉnh sửa bài đơn màu và nó cấu tạo lên hệ màu RGB. Thì trong bảng Calibration này thì nó sẽ có những công cụ như sau: có phần Shadow, có phần Red Memory, Green Memory, Blue Memory. Thì ở phần này có công cụ Shadow. Thì ở đây các bạn lưu ý, công cụ Shadow là giúp các bạn khử sai màu vùng tối. Ở phần này có phần trên, nó giống như cái bản Basic, nhưng ở đây là phần trên, ở đây là có phần Shadow thì giúp các bạn khử sai màu trong vùng tối, đặc biệt là khử ám xanh và ám tím. Khi các bạn chụp trong điều kiện thiếu sáng hay chụp ở những ảnh phóng sự cưới thì thường thường là ám xanh và ám tím rất là nhiều, nên là phần này nó sẽ có giúp các bạn này khử sai màu vùng tối rất là tốt. Thì đây là công cụ đầu tiên. Tiếp theo trong công cụ Red Memory thì đây là công cụ có tên là gọi là màu đỏ. Thì trong công cụ này có phần Hue đổi màu này, và có phần Saturation tăng giảm nhiệt độ màu, đặc biệt là kênh màu đỏ xuống kênh Green và kênh Blue cũng tương tự như vậy. Thì ở trong phần này mình có các lưu ý như sau cho các bạn. Trong các công cụ Saturation, trong bảng Calibration, trong tất cả các Saturation ở kênh màu Red, kênh màu Green, kênh màu Blue thì Saturation của kênh Blue là nhẹ nhàng nhất. Khi các bạn tăng lên ấy, thì Saturation của kênh Blue là tăng lên sẽ đều màu và êm nhất. Đấy là một cái điều lưu ý thứ nhất. Và cái phần Saturation trong kênh Blue này thường được sử dụng rất nhiều, đặc biệt với tông màu trong sáng. Khi mà tăng lên nó nhẹ nhàng và đều nhất, nên là cái phần này được sử dụng cực kỳ nhiều, đặc biệt với trong sáng, gần như lúc nào mình cũng phải tăng lên xấp xỉ từ khoảng 60 đến 100%, và đa số là mình sẽ để khoảng từ 80 đến 90%. Đấy là được sử dụng rất là nhiều với công cụ Saturation của kênh Blue này. Thì mình sẽ đi phân tích tại sao được sử dụng nhiều. Thì ở đây mình có một cái vòng tròn màu sắc với hệ màu RGB, và với cái kênh màu thứ nhất là kênh màu Red, mình tăng phần Saturation lên 100%, và kênh màu thứ hai mình tăng Green lên 100%, kênh màu thứ ba mình sẽ tăng Blue lên 100%. Thì ở đây các bạn sẽ thấy điều gì? Đầu tiên mình sẽ đến với kênh màu Red. Thì khi mình tăng lên 100, mình thấy là cái hệ màu thay đổi, đặc biệt là cái kênh màu đỏ tăng lên rất là nhiều, và nó cũng tạo ra một cái đường thẳng trên màu đỏ này, nhưng cái vòng tròn màu sắc trên cái tấm hình này nó sẽ không được mở rộng. Tiếp theo sang kênh Green cũng như vậy, khi mà tăng trên kênh Green thì chủ yếu lên kênh màu Green nhiều, còn những kênh còn lại nó không thay đổi nhiều. Còn sang kênh Blue thì đây các bạn thấy này, khi sang kênh Blue thì bạn thấy là cái vòng tròn màu sắc được mở rộng hơn tất cả những vòng quạt, đặc biệt là với kênh màu Blue. Khi các bạn tăng lên thì các bạn thấy là những cái vòng tròn màu sắc hay cái những pixel, những cái ô vuông màu sắc này đã bị biến mất, nó sẽ bết màu. Đấy, nên là các bạn phải lưu ý, đây cũng là một cái ưu điểm và cũng là một cái nhược điểm trong quá trình blend màu của các bạn, thì các bạn lưu ý phần này nhé. Đặc biệt là kênh Blue này, tất cả vòng tròn màu sắc đều được mở rộng, nên là mình được sử dụng rất là nhiều. Có một cái nhược điểm của nó là tăng lên thì nó làm mất chi tiết ở vùng Blue này, nó làm mất những cái ô vuông, những pixel màu đấy đã bị hoàn toàn biến mất. Thì bây giờ mình sẽ vào một hình thực tế để cho các bạn hiểu này. Nó vừa là nhược điểm mà nó cũng là một cái ưu điểm cực kỳ quan trọng trong quá trình chỉnh sửa. Và với tông màu trong sáng thì gần như cái cách kéo màu này được sử dụng rất là nhiều. Thì ở đây mình có một cái file gốc và một file mẫu như sau. Đấy, thì ở đây mình sẽ thấy này, cái tấm hình của mình, tấm hình ban đầu và tấm hình mẫu là đang sai màu, là không giống nhau. Thì đầu tiên mình sẽ cân bằng lại nhiệt độ màu một chút để nó chuẩn màu hơn, sẽ giảm highlight. Thì ở đây thường thường là các bạn sẽ cân bằng basic, tăng vibrant và giảm saturation. Nhưng ở đây mình sẽ không làm như vậy, vì vừa mình đã nói với các bạn rồi, tăng saturation của kênh blue lên nó sẽ đều màu nhẹ nhàng nhất. Và đấy là cái điểm đầu tiên. Cái thứ hai, các bạn tăng lên thì đặc biệt là màu blue lên rất là nhiều, vòng tròn màu sắc của kênh blue đây. Vòng tròn màu sắc của kênh blue lên rất nhiều. Thì ở đây các bạn thấy là cái vòng tròn màu sắc này, đây kênh blue hoặc kênh màu tím này, nó được tăng lên rất là nhiều. Và nó bị bết màu thì các bạn nhìn thấy là những cái phần này là bết màu, là những cái chi tiết hoa này. Nhưng mà chi tiết hoa nó sẽ được dính vào nhau, nhìn nó đỡ sơ sát, nhìn cái ảnh nó mình không bị khô. Thì đây mình sẽ tăng lên. Khi các bạn nhìn thấy này, khi mình tăng lên cái này lên 100. Đây, khi mình tăng lên 100 thì các bạn thấy là các chi tiết trên tấm hình này, những cái phần hoa lập tức nó sẽ dính vào nhau, nhìn nó sẽ sạch sẽ hơn, nó không bị khô màu quá. Khi các bạn để như này thì các bạn nhìn thấy rất nhiều đều lấm tấm trên cái màu hoa, còn khi bạn tăng lên này thì các chi tiết nó được liên kết vào nhau và nó làm mất chi tiết, nên là tấm hình cũng rất là sạch sẽ. Thì trong tấm hình này là không phải tấm hình chụp ảnh biển hay tấm hình chụp có nhiều trời mây, nên mình có thể tăng blue lên 100. Khi các bạn hiểu cái bản chất công cụ màu như này, các bạn muốn chỉnh sửa một tông màu là gì, các bạn chỉ cần can thiệp đúng công cụ hoặc là một vài công cụ, lập tức các bạn có thể làm ra giống hình mẫu rất là nhanh mà không phải chỉnh sửa và can thiệp quá nhiều công cụ. Thì đến đây mình chỉ cần giảm nhiệt độ màu đi. Đấy, thì mình cần giảm màu red đi một chút để nó đỡ rực, màu da mặt và màu lá cây nó không quá rực. Tiếp theo mình sang phần saturation này và mình giảm phần organ đi để da mặt nó sạch. Đấy, lưng sáng da mặt một xíu. Và đây mình sẽ ám một chút cyan vào, thì các bạn có thể xem lại phần spitaling với video spitaling. Thì phần video spitaling mình đã nói về phần ám ở vùng sáng và ám ở vùng tối rồi. Thì với cái tấm hình này,
mình thấy là cái phần váy này và tổng thể cho mình hơi ám cyan thì mình sử dụng trên highlight và mình sẽ cho ám cyan lên tổng thể cho mình, lập tức cái tấm hình cả hoa cả quần áo nhìn sẽ sạch sẽ hơn. Bây giờ mình sẽ sang xử lý về chi tiết như áo của cô dâu nó hơi xanh blue nhiều thì mình giảm đi một xíu. Đổi màu hoa thì ở đây các bạn rất là dễ, các bạn có thể dùng công cụ mắt thần Targeted Instrument Tool này, các bạn có thể đổi chọn hue, các bạn đổi, còn không thì các bạn có thể lắm vào công cụ rồi thì các bạn đặt đúng công cụ và đổi luôn, các bạn chỉ cần tăng giảm cái này thích hợp đấy thì lập tức cái hoa là đã rất là giống. Thì các bạn lưu ý đấy là cái rất hay của phần sao dần ở kênh blue này, khi các bạn tăng lên 100 thì nó làm cho các ánh sáng blue hay là phần tím gần nhau nó sẽ bị bết. Trong những ảnh mà chụp ảnh biển hay là các bạn chụp ảnh nhiều trời mây thì các bạn tăng lên thì sẽ làm cho ảnh nó bệt màu. Thì đấy là những điểm nhược điểm, nhưng mà khi mà vào những tấm hình như thế này thì đây là ưu điểm, phát đi được ưu điểm, nó làm cho các chi tiết hoa nó sẽ đính kết, nó liên quan đến nhau, các pixel màu nó sẽ mất, làm cho cái hoa nó sẽ không bị khô và sắc nữa. Đấy là cái ưu điểm khi ứng dụng của cái tấm hình này, và các bạn cần phải lưu ý lắm được cái phần này, nó rất là quan trọng trong quá trình chỉnh sửa. Và đặc biệt sau này khi đến với tông màu trong sáng thì cái công cụ sao dần của kênh blue này được sử dụng cực kỳ nhiều lúc nào trong thời gian tăng từ 80 đến 100%, thì các bạn lưu ý phần này nhé, nó rất là quan trọng này. Còn những kênh màu này thì vừa các bạn nhìn thấy trên vòng tròn màu sắc rồi, các bạn thấy là khi tăng này lên thì nó chỉ lên được chủ yếu là màu đỏ, tăng này lên chủ yếu lên green, tức là không lên được tổng thể. Còn khi các bạn tăng đây này thì các bạn thấy là tất cả chi tiết tấm hình đều được tăng màu nhất định, và đặc biệt là kênh màu blue được tăng lên rất là nhiều. Còn về những phần đổi kênh màu trong phần hue này thì mình sẽ không nói nữa, các bạn có thể tự can thiệp đổi lên sang hồng tím này, chuyển lên sang cam vàng này, chuyển sang lên hơi hồng một chút và sang xanh green, sang hơi xanh green một chút, còn xuống này là xanh green và sang hồng. Đấy thì cái phần công cụ đổi màu này thì nó rất là đơn giản, các bạn có thể can thiệp trực tiếp để nhìn thấy trên tấm hình. Còn ở đây mình muốn nói một công cụ cực kỳ quan trọng, đó là phần sao dần của kênh blue, là một công cụ cực kỳ được sử dụng rất nhiều trong quá trình chỉnh sửa vào và lên màu. Và cái bảng Calibration này, cái bảng chỉnh áp lực màu rất là mạnh, nó mạnh hơn rất nhiều trong cái bảng HSL Instrument này, vì nó cấu tạo lên hệ màu RGB từ ba kênh màu Red, Green và Blue. Thì áp lực trên này nó thay đổi màu rất là mạnh, nên là khi mà các bạn muốn làm tông màu trong sáng thì bạn có thể dựa Blue để tăng lên, tăng nhiệt độ màu và độ bão hòa lên thôi. Còn nếu các bạn muốn thiên màu, ví như tông màu Vintage, thì cái phần này được sử dụng rất là nhiều, có thể làm cho ảnh nó hơi cam vàng một chút với chất màu Vintage, hoặc một số màu retro thì nó hơi đỏ một chút, thì các bạn sử dụng linh động những công cụ đổi màu ở đây, nó giúp các bạn đổi màu rất là tốt. Đấy thì đấy là toàn bộ cái video ngày nay nói về công cụ Speed Tooling, công cụ Calibration này. Có bạn nào không hiểu thì các bạn có thể comment xuống phần video, hay có phần ý kiến đóng góp như thế nào thì các bạn comment dưới cái phần video đóng góp dùm mình. Chào tất cả các bạn.